bảo hiểm nhân thọ, vaccine tài chính. Ngày nay, con người chúng ta đã sáng chế ra nhiều loại vaccine để phòng chống bệnh dịch. Nhưng có một loại không phải là sản phẩm của y học, dược học, mà của ngành tài chính. Vì thế, được gọi là vaccine tài chính. Giống như nhiều loại khác, vaccine tài chính được dùng càng sớm càng tốt. Một lần cũng đã hiệu quả, hai lần, ba lần thì hiệu quả bảo vệ sẽ cao hơn. Nhưng cũng không cần liều lượng quá lớn, mà nên phù hợp với bản thân mỗi người. Điều khác biệt là vaccine tài chính không có tác dụng ngăn ngừa bệnh sởi, ho gà, uốn ván, lao phổi hay COVID-19 hoặc bất cứ một căn bệnh nào liên quan đến sức khỏe cơ thể. Loại vaccine độc đáo này có tác dụng phòng chống bệnh viêm màng túi, ung thư tài chính, cám dỗ chi tiêu lãng phí và hậu quả do giảm sút, mất hẳn thu nhập bởi những vấn đề sức khỏe của người trụ cột. Để có được sự bảo vệ của vaccine tài chính, bạn không cần phải tiêm hay uống mà chỉ cần hoàn thành đơn yêu cầu. Đương nhiên là bạn cần trả tiền cho loại vaccine đặc biệt này. Nhưng có điều rất hay là nếu bạn khỏe mạnh sống lâu thì bạn sẽ nhận lại một khoản tiền để đáp ứng các nhu cầu trong tương lai như cho con học đại học, trang trải những năm tháng tuổi già, mua sắm tài sản giá trị. Còn chẳng may ốm đau thương tật, mất sớm thì vaccine tài chính sẽ phát huy tác dụng kỳ diệu của nó. Bạn và người thân sẽ được hỗ trợ các chi phí để chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh trọng và cả thay thế 5 năm, 10 năm, thậm chí 20 năm thu nhập của mình để gia đình vẫn tiếp tục có cuộc sống vật chất bình thường, tương lai học tập của con cái vẫn được đảm bảo. Vaccine tài chính đó là bảo hiểm nhân thọ. Đại Kỳ Live Việt Nam, khỏe để kết nối, khỏe để yêu thương.